Kính chào quý vị và các bạn, 24 giờ qua thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh khá ổn định, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 13 giờ trưa nay dao động từ 32 đến 33 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao suy yếu nên thời tiết trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất ngày từ 27 đến 28 độ cảnh báo từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9, ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão trên Biển Đông kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu. Thời tiết khu vực nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4 cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh, gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thành Hà. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực Tây Nam tỉnh, gồm các huyện cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều, giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%. Khu vực thành phố Hải Dương trời nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 81 đến 95%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua mực nước các sông xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,13 m. Ngày mai mực nước các sông tiếp tục xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19 giờ ngày mai trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 3 m đến 3 m. Sông Bùa tại Bán Nha đỉnh chiều lúc 21 giờ 15 ở mức 1,80 m đến 1,85 m. Thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước sẽ kết thúc bản tin tối nay.